Những ngày gần đây, truyền thông thế giới đang xôn xao bàn tán về một cậu bé chỉ vừa bước sang tuổi 16 nhưng đã ghi tới 170 bàn sau 172 trận. Bản sao Neymar, thần đồng sáng giá bậc nhất Brazil hay kho báu vô giá của Palmeiras là những cụm mỹ từ đã được dành cho sao mai này. Hơn nữa, tiểu Neymar đang được rất nhiều người tiến cử cho Tite triệu tập vào đội hình đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022. Vậy tài năng 16 tuổi này là ai mà khiến cả thế giới săn đón nhiều như vậy? Cậu bé mà cảm sầu muốn nhắc đến có tên đầy đủ là Enric Felipe Moreira de Souza, hay gọi tắt là Enric. Mới đây vào ngày 21 tháng 7 là sinh nhật lần thứ 16 của cậu. Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó ở thủ đô Brasilia, sự giàu có và danh tiếng là điều xa vời với Enric. Mặc dù cha và mẹ Enric làm việc rất chăm chỉ, nhưng gia đình của họ vẫn có đời sống bấp bênh. Giống như nhiều cậu nhóc khác ở Brazil, tình yêu bóng đá sớm nảy nở với Enric, và kể từ khi còn là một cậu nhóc 3-4 tuổi, trẻ bóng chính là người bạn thân thiết nhất, nhưng cũng sớm không kém. Bóng đá vượt ra ngoài đam mê của con trẻ thuận tuổi, Enric biết rằng chỉ đá bóng giỏi mới có thể giúp gia đình thoát nghèo. Bất chấp sự cần mẫn của ông Douglas và bà Cynthia, thu nhập của gia đình vẫn không đủ ăn. Nhiều lần Enric chìm vào giấc ngủ hay đá bóng cho mệt lả người để quên đi cơn đói. Tránh đối diện với ánh mắt buồn bã của cha mẹ, Enric luôn tìm kiếm niềm vui ở những trận bóng đá đường phố. Cháu không thể tham gia các buổi tập bởi vì cháu chẳng có tiền để đi xe buýt đến sân tập. Cháu biết mình bỏ lỡ các buổi tập nhưng chẳng có cách nào khác cả vì cháu không có tiền. Đó là một hành trình rất dài và khó khăn với cháu. Cháu chỉ biết rằng chỉ có một số ít cầu thủ rơi vào hoàn cảnh giống như mình. Như nhiều thanh thiếu niên ở Brazil, Enric luôn coi bóng đá là con đường thoát nghèo. Tại Brasilia không có các câu lạc bộ lớn, mà chỉ có những trường bóng đá liên kết với các câu lạc bộ ở Sao Paulo và Rio. Để theo học những ngôi trường này thì cần phải đóng rất nhiều tiền. Nhưng gia đình cháu thì làm gì có. Vì vậy, cháu phải cố đi thử việc hết nơi này đến nơi khác. 11 tuổi, Enric đã được đề nghị thử việc 6 tháng tại Palmeiras, câu lạc bộ có đại bản doanh cách nhà cậu đến gần 1.000 km. Ban đầu, cha của cậu là ông Douglas phản ứng dữ dội vì để con mình di chuyển quá xa tới Sao Paulo là một canh bạc đầy rủi ro. Nhưng rồi, Palmeiras đề ra giải pháp là cho ông Douglas đi cùng. Ông sẽ đến đó làm lao công trong phòng thay đồ của đội 1, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa có thể giám sát con trai. Với những kho thuốc súng, chỉ cần một mồi lửa nhỏ để bùng nổ, Enric đã làm kinh ngạc không chỉ cha mình, mà còn toàn bộ ban huấn luyện Palmeiras khi tận dụng quá tốt cơ hội thứ việc để được giữ lại, sau đó trở thành tài sản giá trị nhất trong học viện Palmeiras. Chỉ sau 172 trận đấu cho các đội trẻ Palmeiras, Enric đã ghi tới 170 bàn, trong đó nổi bật là 3 siêu phẩm vào đầu năm nay, thu hút sự chú ý của truyền thông Brazil. Đầu tiên là cú sút chân trái từ giữa sân ghi siêu phẩm vào lưới Corinthians tại chung kết giải vô địch Paulista ngày 16 tháng 12 năm 2021. Sau đó là pha độc diễn kỹ thuật trước khi ghi bàn vào lưới của Real Arquemes vào ngày 8 tháng 1. Đến tứ kết Sao Paulo Junior Cup 2022, hay còn được biết đến với cái tên Copinha, sân chơi dành cho lứa U20 của các câu lạc bộ chủ yếu từ Sao Paulo, Enric lại làm dậy sóng mạng xã hội với pha móc bóng xe đạp chống ngược từ ngoài vòng cấm. Đó chỉ là 3 bàn thắng trong rất nhiều siêu phẩm mà cậu ghi được nếu tính trong tất cả các trận đấu chính thức và giao hữu mà Enric đã chơi cho đội trẻ Palmeiras, thì sao mai này đã ghi hơn 200 bàn thắng chỉ sau 180 trận ra sân. Kết thúc giải Sao Paulo Junior Cup 2022, đội trẻ Palmeiras đã vô địch một cách đầy thuyết phục và Enric là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Việc một cậu bé 15 tuổi tỏa sáng ở một giải đấu toàn những đối thủ 20 tuổi khiến tên tuổi của Enric lên như diều gặp gió. Bất chấp những điều đó, thần đồng sinh năm 2006 vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Cháu nghĩ vô địch Copinha là khoảnh khắc cháu nhận ra mình đang làm tốt hơn những gì kỳ vọng. Mặc dù cháu đã quen thi đấu với những người nhiều tuổi hơn, cháu không tự phụ tới mức nghĩ mình đặc biệt, nhưng nhờ có giải đấu đó, cháu thấy mình đã làm được nhiều điều mà không cầu thủ nào từng làm được trước đây. Động lực duy nhất khiến Enric muốn vươn lên mạnh mẽ không gì khác ngoài chiếc bụng đói và gia cảnh nghèo hèn. Sau mai 16 tuổi này nghẹn ngào nói: trước mỗi trận đấu, bụng cháu luôn đói cồn cào, nhưng sau đó khi bước vào sân, cháu quên sạch mọi thứ. Cháu luôn cảm thấy lo lắng trước mỗi trận đấu, nhưng khi quả bóng lăn đến chân, cháu như trở thành một con người khác. Ngày 23 tháng 1 đầu năm nay, cầu thủ Sao Paulo tức giận khi đội nhà đã thua Palmeiras 0-1 ở bán kết và đã trao xuống sân để tấn công các cầu thủ đối phương, trong đó có Enric. Một con dao được tìm thấy trên sân sau vụ bạo loạn. The Sun Sport
vì thế bình luận. Một bi kịch đã có thể xảy ra. Eric sở hữu tài năng có thể mang lại vinh quang và sự giàu có, giúp anh trở thành cái tên nổi tiếng khắp thế giới. Nhưng đó cũng là tài năng đẩy Eric vào thế giới của những đam mê và áp lực, trong đó có nhiều thứ không lành mạnh, một số thậm chí nguy hiểm. Chỉ hy vọng tài năng mà Eric đã thể hiện trong vài tuần qua sẽ mang lại niềm vui cho bản thân và những người khác. Với kỹ thuật cá nhân hoa mỹ, Eric được người dân bản địa ví như bản sao của Neymar. Tuy nhiên, anh lại thuận chân trái như Messi và lối rơi bóng cậy nhiều vào sức mạnh, làm người ta liên tưởng tới những đàn anh như Hulk hay Douglas Costa. Thú vị thay, thân tượng của Eric lại là Cristiano Ronaldo. Khi được yêu cầu mô tả phong cách chơi bóng của mình, cậu bé này cho biết: "Cháu sẽ luôn chiến đấu, cháu sẽ kiên trì và cố gắng cho đến những phút cuối cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Cháu chạy nhiều hơn bất kỳ ai khác trên sân, vì thần tượng của cháu là Ronaldo." Nhờ chi tiết này mà Manchester United có thêm động lực để theo đuổi Eric, dù vấp phải sự cạnh tranh của một loạt những ông lớn như Barcelona, Real Madrid, Liverpool. Dẫu sao, cho tới trước tuổi 18, Eric không thể ra nước ngoài thi đấu, và đây là cơ hội để đội bóng chủ quản Palmeiras làm mọi cách để giữ chân bảo vật lớn nhất của mình. Nhưng Eric sẽ không kéo dài sự nghiệp tại quê nhà. Cầu thủ trẻ này dự kiến sẽ ký hợp đồng với một đội bóng ở châu Âu khi đủ 18 tuổi. Eric đã xuất hiện trên trang bìa của tờ Marca 3 lần. Trong khi đó, cựu tiền đạo Gary Lineker đã đăng tải video cầu thủ trẻ này thực hiện cú xe đạp chống ngực và gọi cậu là tài năng đặc biệt. Eric Felipe, tài năng đến nỗi dù chưa được tuổi thi đấu chuyên nghiệp nhưng đã được truyền thông Brazil đề cử với Tite cho cậu khoác áo đội tuyển Brazil ở World Cup 2022. Chuyên gia bóng đá Wagner Ribeiro bày tỏ: "Cậu ấy có thể chơi được ở World Cup đây chứ? Đám đông sẽ phát cuồng vì điều này cho xem. Tôi đã nói đùa với những người khác rằng đó là một kịch bản không tưởng." Hay như nhà báo Renato Mauricio Prado cũng mong muốn được nhìn thấy Eric tại Qatar vào cuối năm. "Tôi cũng sẽ chọn Eric vì cậu ấy trông phù hợp. Mọi thứ đều chỉ ra rằng cậu ấy sẽ là một siêu sao trong tương lai. Cậu ấy sẽ là một hiện tượng giống như Neymar và giống như những cầu thủ khác mà bóng đá Brazil từng sản sinh. Nên nhớ rằng ở tuổi 15, Tele đã chơi cho đội hình chuyên nghiệp của Santos và năm 16 tuổi, ông ấy đã vô địch thế giới." Sắp tới đây, Eric sẽ ký hợp đồng tài trợ với Nike, một trong những thương hiệu giày lớn. Chưa hết, Real Madrid và Barcelona đang tìm đủ mọi cách để có được chữ ký của cầu thủ 16 tuổi. Trong đó, Real Madrid muốn sớm chấm hợp đồng để Eric thi đấu tại Bernabeu khi đủ 18 tuổi, như những gì họ từng làm với Vinicius. Còn đội chủ sân Camp Nou được cho là sẵn sàng chi tới 45 triệu euro để sở hữu thân đồng bóng đá người Brazil. Vừa bước qua sinh nhật tuổi 16 cách đây vài ngày, Eric mới có thể ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Palmeiras. Được biết, điều khoản giải phóng hợp đồng của Eric là tới 60 triệu euro. Cựu tiền vệ của Bayern Munich, Zé Roberto, hiện đóng vai trò là người cố vấn cho Eric khi cầu thủ này chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp. Có thể nói, Eric đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Eric bộc bạch: "Cháu biết rằng mình vẫn chưa phải là một ngôi sao, cháu phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Cháu phải khiêm nhường và không được quên những giai đoạn khó khăn mình đã trải qua. Chính những thời điểm đó đã cho cháu sức mạnh để tiếp tục theo đuổi giấc mơ sân cỏ. Palmeiras có lẽ sẽ không thể giữ nổi cầu thủ 16 tuổi quá lâu." Eric gần như sẽ ký hợp đồng với một trong những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu vào năm 18 tuổi. Và sẽ không có gì lạ nếu cái tên Eric xuất hiện sau lưng chiếc áo đấu của những câu lạc bộ lừng danh như Real Madrid, Barcelona, PSG, Liverpool, Man United trong tương lai gần.